Xin chào bạn, tôi Tú Phan, hướng dẫn các bạn trên trang web là phankimtu.com. Thì video này tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn học phần mềm Adobe Character Animator 2020. Thì chúng ta sẽ tiếp tục tới cái phần này nó nâng cao hơn tí, cái này nó hơi khó hơn chút. Thì ta sẽ làm cho đối tượng, cái nhân vật chúng ta chuyển động 3D bạn, nghĩa là như thế này nè. Nghĩa là bạn sẽ thấy cái con trên màn hình bạn, cái con ngựa đúng không? Con ngựa. Thì tôi lấy cái mẫu example trong đây nè bạn. Trong đây nè, bạn đây, đây con ngựa đây. Status. Rồi thì cái con ngựa này bạn nhìn kỹ ha, thì tôi có thể xây 3D nè. Tôi xây qua trái, tôi xây qua phải, tôi ngước lên, tôi ngước xuống ha. Đó. Bạn thấy chưa, tôi thực hiện thao tác với cái đầu, hiện tại là chỉ có áp dụng cho cái đầu thôi, chút tôi hướng dẫn thêm cái phần mình nữa. Thì cái đó là cái việc xây 3D bạn. Thì cái câu trả lời là tại sao chúng ta thao tác trong môi trường 2D mà nó lại xây 3D được. Thực ra cái đó không phải là xây 3D đâu bạn. Trong cái phần lý thuyết thật ra tôi cũng đã nói các bạn là cái đó là một cái cách người ta làm hoạt hình thôi. Cái file đợi tôi tí, tôi mở cái file lý thuyết lên. Trong cái phần lý thuyết á, thì bạn sẽ thấy trong cái bảng này nè, cái bảng mà công cụ nè, tôi sẽ có nói bạn cái phần quay đầu á bạn, là chúng ta sử dụng cái việc mà chuyển động 3D head tuner nè. Đây ta sử dụng cái hành vi này, cái hành vi hành động vậy, head tuner. Rồi thì bạn hãy đọc thêm trong phần lý thuyết các bạn. Thì cái này là chúng ta xoay 3D các bạn. Thì thực chất không phải là xoay đâu, mà chúng ta vẽ những cái bức hình 2D chúng ta ghép lại thôi. Như là bạn vẽ một cái bức hình ở nhìn trực diện, rồi ta bạn xoay góc 45 độ, bạn vẽ thêm một bức nữa. Rồi sau đó bạn xoay chỉ góc 90 độ, bạn vẽ thêm một bức nữa. Chỉ đơn giản như thôi. Mà khi mà các bạn áp dụng cái việc chuyển động á, thì cái người nhìn người ta không biết, người ta cứ tưởng là các bạn xoay 3D, nhưng thật ra không phải. Thật ra là các bạn vẽ từng bức thôi. Rồi, vậy là chúng ta đã xong được cái lý thuyết hả các bạn. Giờ chúng ta làm thử thôi. Thì bạn nhìn ở trong đây nè, thì tôi cũng đã giải thích sơ sơ cho bạn hiểu nè. Thật ra là ta gắn những cái thẻ đầu rồi. Thôi, cái lý thuyết khó hiểu lắm. Giờ tôi vào trong cái phần gắn xương này, tôi cho bạn xem thử ha. Click nè. Rồi, thì đây là cái file mẫu mà khi bạn mở lên từ cái phần mềm. Bạn lấy cái file mẫu ở ngoài hả bạn. Lấy file mẫu ở ngoài đây nè. Đây con ngựa này bạn click vô đây để mở lên. Rồi sau đó vô đây để tôi giải thích cho bạn xem. Thì cái này nó cũng đơn giản thôi. Nó tuân thủ theo số cái quy tắc chúng ta làm thôi. Nhưng mà có điều nó hơi mất công tí. Nó hơi mất thời gian cho chúng ta phải chuẩn bị nhiều thứ. Cái thứ nhất là đây. Cái con này thì bạn sẽ, con ngựa này nó sẽ có cái đầu nè. Cái đầu, cái thân với cái phần behind, thật ra là cái đuôi ở phía sau á. Cái đuôi sau bạn. Rồi thì đầu tiên thì bạn tập trung cho tôi cái phần đầu trước đi. Phần đầu hả bạn. Tập trung phần đầu. Tôi đây cái phần đầu nha, lít cho nó sổ ra. Cái phần đầu đang là đối tượng phụ thuộc nè, nó không có vương miện. Rồi trong cái đầu này thì nó sẽ có những cái đối tượng con bên trong. Những này là gì? Thì cái những này là những cái mà nó nhìn theo các mặt các bạn. Có nghĩa là nếu giả sử như tôi sẽ lấy thêm một cái ví dụ cơ bản nữa để cho bạn hiểu. Tôi lấy lại cái ví dụ hình cái nhân vật này hay bạn. Giả sử như lấy hình nhân vật này đi, vật nữ này nè. Rồi nhân vật cái cô bé này ha, cho bạn dễ hiểu thôi. Rồi bạn đợi nó load này chưa, thì bạn thấy trên màn hình chưa, chúng ta có nhân vật nữ là cái cô bé này đây đó. Thì có cô bé này thì bạn sẽ thấy là tôi sẽ mở lên trong cái phần rig cho bạn xem, rig được phần gắn xương á. Đây bạn thì bạn tập trung cho tôi cái phần đầu nè, tập trung cho phần đầu hả bạn. Thì trong cái layer đầu này á, thì tôi sẽ phóng to lên cho bạn dễ thấy nè. Trong cái layer đầu nè, bạn sẽ tôi sổ layer ra nè, lít sổ ra, thì nó sẽ chứa trong đây là gì, chứa trong đây là tất cả những cái bộ phận của cái đầu, bao gồm là tóc, lông mày, mắt, mũi, miệng, đó là tất cả những cái đó là nằm trong cái đầu. Và nè, tất cả nè, miệng, tóc nè, đó, rồi tóc trái, tóc phải nè, rồi lông mày nè, rồi mắt nè, mũi nè, thấy chưa, miệng đây. Rồi thì tất cả những cái bộ phận của cái cô bé này thì nó liệt kê trong đây hết. Nhưng mà tất cả những cái bộ phận này á thì là nằm trên một cái mặt phẳng. Có nghĩa là tất cả cái này nè, thật ra nó rút lại bạn, nó rút lại là nó nhóm lại, nó nhóm lại theo một cái nhóm mà bạn nhìn trực diện cái gương mặt. Bạn thấy chưa? Nghĩa là tất cả các bộ phận mà bạn đang nhìn thấy trên màn hình nè, thì bạn giả sử như là nó nhóm lại đi, nó nhóm lại thành một cái layer cha chứa hết tất cả những cái layer, là bao gồm lông mày, mắt, mũi, miệng gì đó. Và theo cái hướng bạn nhìn đó là theo cái hướng nhìn là trực diện. Thấy chưa? Rồi, trực diện là như thế nào? Trực diện là như thế này nè.
như thế này rồi, nhìn trực diện nè, thấy chưa? Đó. Rồi trong đây sẵn tôi giới thiệu luôn ha. Thì trong đây chúng ta có thể là thực hiện cái việc mà gắn thẻ xương như tôi nói các video trước rồi. Thì đây là bạn nhìn thấy nè, đây tôi đang gắn thẻ xương là cái phần mắt nhắm nè, đây là cái đầu nè, đây là hai tay hai chân nè và cái thân. Thì tương đương nó là cái bên đây là cái phần ra phần miệng. Đây là cái miệng khẩu hình miệng ta nói chuyện á. Bạn phải xem hết những video trước thì bạn mới hiểu ha. Rồi. Đó là chúng ta đã xem hết những toàn bộ cái này rồi, nhưng mà tất cả cái mà bạn đang xem nãy giờ, toàn bộ cái này là bạn. Ý xin lỗi. Toàn bộ nãy giờ bạn xem á là toàn bộ cái này nè. Đây. Toàn bộ cái này nè là chúng ta đang làm thao tác trên một cái góc nhìn thẳng đứng thôi, góc nhìn trực diện các bạn. Là chúng ta sẽ nhìn từ cái hướng này nè. Nãy giờ chúng ta làm hết toàn bộ những cái laser chúng ta đang làm á là chỉ có duy nhất là một cái hướng nhìn là nhìn trực diện cái đối tượng thôi. Đó, hình chiếu mà bạn nào học hình học quen rồi, làm bên xây dựng đó thì đây là cái hình chiếu đứng. Nghĩa là bạn nhìn trực diện một đối tượng ta. Rồi, đó là bao gồm hết tất cả những laser này ha bạn. Tất cả laser này là chỉ bao gồm trong một cái hình chiếu là hình chiếu đứng thôi. Rồi, hiểu ha bạn. Rồi bây giờ giả sử như giờ chúng ta sẽ tới hình chiếu khác để cho chúng ta làm cho cái đầu quay. Thì làm sao? Thì các bạn cũng phải làm hết toàn bộ cái tôi vừa nói đó, hết tất cả toàn bộ laser này nè. Chúng ta phải làm thêm một lần nữa cho từng cái hình chiếu. Giả sử như tôi sẽ làm hết, vẽ hết lại hết toàn bộ những cái này cho một cái hình chiếu góc nhìn 45 độ. Nghĩa là tao làm thêm một lần nữa, lần thứ hai, rồi tao làm thêm một lần nữa, lần thứ ba là áp dụng cho cái hình chiếu là nhìn góc 90 độ. Xe bên phải bên trái nè, đó. Là cơ bản là tao có bao nhiêu rồi. Ở đây là cái góc ta là 1 nè. Ở đây là 2, đây là 3, là cơ bản tao làm ba bộ rồi, ba hình chiếu. Ở đây là 4 nè. Xe qua trái phải nè, đây là 5 nè. Đó, là cơ bản ta phải làm 5 bộ như vậy. Rồi, rồi sao nữa? Ta phải làm thêm hai cái nè, một cái là cái đầu chúng ta sẽ ngước lên, một cái là cái đầu chúng ta ngước xuống, là hai bộ nữa là 7 bộ. Bạn thấy chưa? Bạn thấy kinh khủng chưa? Nghĩa là nếu bình thường các bạn chỉ làm mà là đó giờ các bạn học các video trước á, hướng dẫn các bạn á là chúng ta chỉ làm duy nhất một bộ thôi. Một bộ là chúng ta đó giờ chúng ta chỉ làm duy nhất một cái này thôi nè, một cái hình chiếu đứng thôi nè. Là các bạn đã thấy mệt rồi, đã mất thời gian rồi, mất vẽ rồi mất gắn xương nữa, rồi mất kiểm tra coi nó chuyển động cho đúng không nữa. Đó là như là đó giờ các bạn chỉ làm là chỉ duy nhất, tôi nói lại ha, chỉ duy nhất là một hình chiếu trực diện như thế này thôi. Còn bây giờ tôi hướng dẫn các bạn cái cách là chúng ta làm là bây giờ bạn phải làm mà tổng cộng là 7 bộ vậy đó, chứ không phải là một bộ mà hình chiếu đứng gì đâu. Bạn thấy cái khối lượng nhân lên gấp 7 lần chưa, ghê chưa? Đó. Rồi giờ tôi sẽ đây là cái ví dụ tôi hướng dẫn các bạn thôi. Giờ tôi quay lại cái hình mẫu chúng ta, cái hình con ngựa nãy tôi mất nhiều thời gian để tôi giải thích cho các bạn hiểu. Và chúng ta phải nắm rõ giữa cái phần lý thuyết thì các bạn làm thực hành thấy nó dễ lắm. Rồi, giờ bạn sẽ thấy nè, cái con ngựa giờ chúng ta phải có 7 bộ. 7 bộ ha bạn. 7 bộ cái 7 cái bộ hình chiếu á. Thì bạn sẽ nhìn, giả sử giờ tôi chỉ nói trước cái phần đầu ha. Đây là laser đầu hết nè. Tôi sổ ra thì bạn sẽ đếm như tôi đúng phải 7 bộ không? 1 2 3 4 5 6 7. Thấy chưa? Đúng 7 bộ luôn đó bạn. Nè, tương ứng với 7 bộ tôi đang lứt chuột nè. Thấy chưa? Ghê chưa? Rồi mỗi bộ á thì chúng ta làm á thì chúng ta phải đánh dấu lại bạn. Gắn thẻ lại chứ, gắn thẻ lại. Thì cái việc mà gắn thẻ thì tôi đã hướng dẫn bạn những video trước rồi. Thì ví dụ như tôi nhắc sơ lại phần lý thuyết ha. Thứ nhất là giả sử như các video trước á, chúng ta làm á là chúng ta không có được những cái 6 bộ còn lại đâu. Chúng ta chỉ có một cái là nhìn ở trực diện thôi, là cái này nè. Nó hình chiếu này là nhìn trực diện nè, đó. Và nhìn trực diện như vậy á, và chúng ta sẽ gắn thẻ cho từng cái bộ phận của gương mặt như là mắt, mũi, tai đó, chúng ta sẽ gắn thẻ ở đây, gắn lên trên cái phần gương mặt. Gắn lên trên đầu á. Rồi. Thì ta đang ôm lấy kiến thức cũ ha. Giả sử như ta đang sử dụng cái hình chiếu đầu tiên là nhìn trực diện nè, nhìn trực diện nè. Đó, thì bạn nhìn là tôi đích vô từng bộ phận nè thì nó sẽ kiểm tra đây có đúng không nè. Tóc, tai tóc thì không nói gì đi. Bắt đầu đây là cái phần lông mày, ta sẽ kéo ra cho anh thấy chữ tiếng Anh nè. Đây nè, lông mày nè, lông mày phải nè. Lông mày trái nè. Lỗ tai thì không nói gì rồi. Lỗ tai thì nó dính với cái đầu rồi. Còn cái bầu cái này cái cổ cũng không nói luôn rồi. Check cái má, xin lỗi, cái chi là cái má, noi là cái mũi nè, bây giờ nó gắn thẻ lên đây nè, mắt trái nè, thấy chưa? Thì bạn nếu mà cái phần mềm, nếu mà cái file của bạn nếu ban đầu mà nó chưa có gắn thẻ thì bạn phải gắn thẻ thủ công ha, bằng cách là bạn chọn laser đó, sau đó bạn lít lên trên đây thì nó sẽ tô xanh dương cho bạn vậy thôi. Nhiều khi cái phần mềm nó không nhận diện được cái cách bạn đang làm á, thì bạn phải gắn thẻ thủ công nè, lít vô đây, thấy chưa? Đơn giản mà đúng không? Đơn giản. Rồi, đó chúng ta vừa làm xong được cái gì?
vừa làm xong được một cái hướng dẫn các bạn cái việc mà gắn thẻ cho cái đầu cái gương mặt theo cái hình chiếu là hình chiếu phía trước đó. Là đó giờ chúng ta đã học được cái cách này rồi. Bây giờ bạn cứ chọn cái nhóm cha đó, đây là cái hình chiếu mà phía trước nè, thì bạn chọn cái laser cha này, bạn sẽ gắn cho tôi thêm cái thẻ này, click vô đây. Thẻ phone là bạn nghĩa là hình chiếu đứng, hình chiếu phía trước, nhìn từ phía trước lại á, phone nè, nó. Rồi bạn sẽ làm cho tôi tương tự vậy, bạn làm 7 cái, bạn sẽ vẽ bên phần mềm Illustrator hay Photoshop gì đó, thì các bạn, sau đó từng cái nhóm cha nè, bạn sẽ gắn thẻ cho tôi, giả sử như cái này là cái phía trước nè, cái này là phía sau, xin lỗi, cái này up là hướng lên nè. Bạn theo cái nhìn cái chữ tiếng Anh nó đặt tên mà down là xuống nè. Này quay qua trái 1/4 nè. Quay qua trái 90 độ nè. Quay qua phải 1/4 nè. Quay qua phải 90 độ nè. 1/4 là quay góc 45 độ đó. Thấy chưa? Đó. Thì chúng ta phải vẽ ra tổng cộng là 7 cái laser cha gì đó, chứa những cái laser con là 7 cái đầu. Đại khái tôi nói hình dung cho bạn hiểu là chúng ta sẽ vẽ 7 cái đầu. Mỗi cái đầu là quay về một hướng. Chỉ đơn giản vậy thôi. Đó. Rồi. Là bạn hình dung được cái cách ta làm rồi ha. Giờ tôi sẽ chỉ bạn cái cách ta vẽ bên phần mềm Photoshop Illustrator như thế nào cho nó nhanh nè. Chứ không thôi các bạn không biết, các bạn ngồi mà bạn vẽ hết 7 cái đầu chắc mất thời gian dữ lắm. Rồi. Giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái cách ta mở cái file bên kia ta vẽ cho nhanh ha. Thì ta đang ở Stardust đúng không? Stardust đây. Click chuột phải đây, chọn Edit Original. Ctrl E, Ctrl I. Cái file này đang là mặc định là Photoshop bạn. Thì bạn sử dụng Photoshop, Illustrator gì cũng được, nhưng mà thường thì tôi quen sử dụng Illustrator hơn, nên thao tác nhanh hơn. Photoshop thì hướng dẫn các bạn thôi. Đây tôi đang sử dụng CC 2020. Sao nó load lâu quá ta, cái file này chắc hơi nặng dữ rồi nha. Rồi mở lên được rồi. Đây. Thì cái con nhân vật chúng ta thì đây là puppet, là con rối chúng ta nè, Unicorn. Thì nó có đầu, thân và cái phần phía sau. Phần phía sau là phần đuôi các bạn, đuôi tóc gì sao. Rồi tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái phần đầu là tôi sổ nó ra nè. Bạn thấy chưa? Thì hiện tại cái đầu nó sẽ có tổng cộng là 7 laser con bên trong nè. Đây nè, cái đầu nó có 7 laser con bên trong theo 7 hướng. Theo 7 hướng nha. Đó. Rồi thì tương ứng với mỗi hướng thì tôi sẽ hướng dẫn bạn cách vẽ nè. Đầu tiên thì cũng như vậy thôi, bạn vẽ được cho cái hướng nhìn ở phía trực diện trước, nhìn phía trước các bạn. Đây nè, phone nè. Bạn vẽ từng bộ phận thôi, này dễ mà. Lỗ tai nè, tóc nè, lông mày, lỗ tai, rồi cái gò má, cái này là cái phần má ửng hồng nè, cho trái tim nè. Cái nôi là cái mũi, cái này là cái mắt trái, mắt phải. Cái này là cái ánh nền là cái đầu á. Thấy chưa? Rồi, thì cái việc mà cái vẽ ra được cái hình chiếu mà nhìn từ phía trước phone á, thì cái đó dễ rồi ha. Cắt video trước thì bạn xem được là bạn làm được rồi. Dễ lắm, chúng ta đang tập trung cái đầu thôi ha, bỏ cái phần thân ở dưới đi, chúng ta chỉ đang chú ý đến phần đầu thôi. Rồi sau khi các bạn mà vẽ được cái phần đầu rồi mà theo cái hình chiếu mà phone rồi á, thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái cách vẽ sáu cái hình chiếu còn lại nè, sáu cái đầu còn lại. Thì đầu tiên á thì các bạn sẽ nhân đôi lên thôi, không có làm gì hết, nhân đôi lên thôi. Bạn chọn cái laser phone này nè, bạn click vô cái phần laser này, sau đó bạn nhấn Ctrl C, Ctrl Z nhân đôi lên, không thì bạn lôi nguyên cái thư mục nè. Lít chữ thuyên thư một, bạn lo vô cái chỗ dấu cộng nè, thì nó sẽ tạo mới chúng ta vậy thôi, tạo mới chúng ta một cái nhóm, một cái thư mục cha nè. Đó, rồi sau khi được cái thư mục cha đó thì bạn chỉnh sửa hơi, tôi chỉ bạn cái cách chỉnh nè. Thứ nhất là tôi chỉ cho bạn cái cách chỉnh là quay qua trái phải trước ha, cho dễ. Đây tôi bật này lên, cái này đang quay qua bên trái nè, đó, nó chỉ quay nhẹ qua thôi. Thì bạn chỉ cần copy cho tôi cái laser phone này nè. Sau đó bạn chỉ cái mẹo ha, đây cái kinh nghiệm ha. Bạn chỉ cần chỉnh một số cái chi tiết quan trọng thôi là ok rồi. Tôi sẽ bật. Tôi vừa bật vừa tắt cho bạn xem nè, bật con mắt nè. Đây là cái hình chiếu phone nè. Đây là hình chiếu mà quay qua góc 1/4 nè. Rồi, bạn chỉnh cái gì? Đầu tiên bạn để ý kỹ nhìn cho màn hình ha. Tôi sẽ phóng to lên cho bạn dễ thấy. Bạn nhìn kỹ cái phần gương đầu đó ha. Cái phần nền nó hơi sáng, nó hơi tiệp màu với con này. Giả sử giờ tôi tạo ra một cái laser mới đi. Laser này tôi cho nó, tới 1000 mấy luôn, ghê chưa? 1000 mấy laser luôn, 1774 laser luôn, ghê chưa? Giả sử tôi cho cái laser này là cái màu, rồi màu đen như thế này đi, laser nền á, cho bạn dễ thấy nè. Rồi, ý đâu tiêu rồi, này. Rồi, đầu tiên bạn nhìn là đây là cái hình chiếu đứng nè. Rồi tôi sẽ hướng dẫn bạn cái vẽ hình chiếu mà nhìn góc 1/4 ha, quay bên tay trái 1/4.
thì bạn chỉ cần copy ra cái layer tổng, layer cha hình chữ đứng này, sau đó bạn sửa lại một số chi tiết thôi. Sửa lại cái gì bạn coi nè, thứ nhất là cái phần đầu nè, phần đầu bạn chỉ cần cái phần đầu là phần nền trắng này bạn. Đây tôi sẽ tôi nhìn cái nó cho tôi quên. Cái phần đầu á bạn cho nó lệch bên trái một tí. Rồi cái phần mũi miệng ok, bạn thấy chưa? Rồi, cái thứ nhất là bạn cho cái phần nền đầu trắng này bạn. Bạn cho nó lệch bên tay trái một tí. Hoặc là bạn hãy bóp cái phần chiều ngang nè, bóp cái chiều ngang cho nhỏ lại một tí. Rồi, cái thứ hai là cái phần hai con mắt này nè, bạn cho nó di chuyển qua bên tay trái một tí. Rồi, tiếp theo cái phần mũi chỗ này nè, bạn cũng cho nó di chuyển qua bên tay trái một tí. Rồi, tới phần lỗ tai cũng vậy. Cái lỗ tai này nè, bạn cũng cho nó di chuyển qua bên trái một tí. Này cũng vậy, cái phần sừng nữa bạn cho nó nghiêng qua bên trái một tí. Đó, mọi thứ bạn cho nó di chuyển một tí thôi thì người ta có cảm giác giống như là đang quay qua bên trái và chúng ta không cần phải vẽ qua file mới. Lưu ý hay đó là cái mẹo ha, nè, bạn nhìn kỹ nè. Bạn nhìn kỹ hai con mắt nè, thấy chưa? Nó đâu thay đổi gì đâu, nó chỉ là lệch bên trái một tí thôi. Và khi nó chưa lệch bên trái tí và cái đầu cũng nhìn nó, giả sử bạn làm cho nó hơi lệch bên trái một tí, bạn vẽ cái chỗ này nó hơi ốp lại một tí. Rồi, đi đâu tiêu rồi? Cái phần lỗ tai cái gì bạn cho nó qua bên tay trái một tí thôi, nó không có thay đổi gì trơn bạn, nó chỉ thay đổi cái vị trí hình lệch bên trái một tí thôi. Cái sừng cũng vậy, bạn coi sừng nè, ha, chỉ là nó hơi bị nghiêng qua bên tay trái một tí thôi. Đó là cái mẹo ha. Để không thôi các bạn không biết các bạn phải vẽ lại từ đầu, mất thời gian lắm mà. Ta chỉ cần sử dụng file cũ của chúng ta cho nó lệch hướng một tí thôi. Rồi, tương tự vậy tới cái phần cái đầu mà quay góc 90 độ nè. Cái này quay cái đầu này quay nhiều nè, 90 độ nè. Đó, thì cũng làm tương tự thôi. Bạn sẽ cho tôi cái phần con mắt nè. Bạn sẽ cho nó qua bên tay trái nhiều hơn nữa. Các bạn, là bạn nhìn kỹ nè. Đâu tiêu rồi. Đây nè, thấy chưa? Đây là nhìn trực diện nè. Đó, bạn nhìn kỹ hai con mắt ha. Bạn sẽ cho nó qua bên tay trái nhiều hơn. Rồi, hai cái con mắt này gần lại. Cái thứ hai, cái phần cái này là cái phần gì? Cái phần cái mõm đó nè. Bạn sẽ cho hai cái mũi đó nè, nó qua bên tay trái nhiều hơn nữa. Tôi sẽ bật nó ra. Thấy chưa? Đó, còn cái miệng mà cũng qua trái thôi. Còn cái phần mà gò má này bạn để như nguyên. Cái lỗ tai này của bạn cũng sẽ cho lệch bên tay trái một tí. Đó, thì cái gì cũng vậy thì bạn cứ căn cứ bạn cho nó lệch một tí thôi, giống như nãy ta bật nó bị lệch theo cái góc này nè. Đó, ta cho lệch thêm một chút nữa thôi. Thấy chưa? Đó là cái mẹo để ta làm chuyển động cho nhanh. Còn nếu không bạn phải vẽ lại từ đầu mất thời gian dữ lắm. Rồi. Đó là tôi hướng dẫn các bạn xong cái việc mà chúng ta sẽ quay bên tay trái 1/4 và quay góc 90 độ rồi. Thì bên tay phải thì bạn làm tương tự thôi. Bên tay phải thì bạn làm tương tự thì bạn phải là làm theo cái bước mà cái mẹo tôi hướng dẫn bạn đó nè. Thấy chưa? Chỉ cho lệch tất cả các bộ phận của cái đầu qua bên phải một chút. Đó. Ha, bạn làm từng chi tiết, giả sử như hai con mắt nè, rồi cái mũi nè, cái miệng nè, rồi cái hai cái gò má nè, cái tóc nè, cái tóc này bạn phải lật qua. Bạn lật qua bên đây ha, bạn dùng chức năng lật á, lật nó qua bên đây. Rồi gì nữa? Cái sừng nó hơi nghiêng qua bên tay phải nè, hàng lỗ tai nó sẽ xịt nghiêng qua bên tay phải luôn nè, nó xoay qua bên tay phải nè. Thấy chưa? Đó. Và cái lỗ tai này bạn sẽ cho nó nằm ở hoặc hồi nãy là cái lỗ tai này đang nằm ở phía trên đúng không? Phía trên tóc này. Sau khi bạn quay qua tay phải thì ngược lại lỗ tai này bạn cho nó nằm phía sau cái phần tóc này. Bạn cho cái tóc này nó sẽ chỉ sử dụng chức năng là lật các bạn. Lật qua bên tay trái nè. Lật qua tay phải chứ nè. Thấy chưa? Tóc đó bạn dùng chức năng mà lật đó, lật qua tay phải. Còn cái lỗ tai này á, bạn cho nó nằm phía sau tóc, nãy nằm phía trước rồi đúng không? Còn lỗ tai này cho nằm phía trên lại. Dễ mà thấy chưa? Bạn làm theo cái bí quyết tôi chia sẻ với bạn á là bạn làm xong rồi. Rồi, tương tự vậy bạn làm được bên tay phải này 1/4 rồi bạn làm thêm một bên tay quay phải 90 độ. Vậy thôi. Nó thấy chưa, biết được cái cách làm chưa, dễ ha. Rồi nên mà tôi hướng dẫn các bạn xong cái việc mà chúng ta quay trái phải rồi dẫn tới quay ngước lên ngước xuống nè. Ngước lên thì cũng tương tự thôi, úp nè, úp là ngước lên nè, thấy chưa. Ngước lên thì bạn sẽ di chuyển các bộ phận lên phía trên một chút. Thứ nhất là về hai con mắt nè, cái mũi cái miệng là bạn cho nhích lên trên một tí. Đâu tiêu rồi, tôi nhấn nhầm hoài đây nè. Tôi bật cái phần úp đây nè. Bạn thấy chưa? Bạn cho cái phần mũi, phần mắt, phần miệng á, nó hơi xích lên trên chút. Còn cái nền thì bạn vẫn giữ nguyên, chỉ bạn cho cái phần đó lên trên thôi. Rồi, tiếp theo tới cái phần mà lỗ tai này với tóc với cái phần sừng nè. Bạn sẽ dùng chức năng là ép nó xuống. Bạn ép nó xuống cho nó nhỏ xuống. Giống như cái tạo cảm giác cho người ta, giả sử như người ta ngước đầu ở phía sau vậy bạn. Nên là bạn nhìn kỹ nè.
bạn ép nó luôn, ép nó theo cái chiều cao là bạn bạn sử dụng cái công cụ ép nó xuống á, bạn chọn đối tượng thì bạn ép xuống thôi. Đây sử dụng gì nè, đó tôi ví dụ đó ha, bạn chọn nó sau đó bạn sử dụng cái công cụ bạn kéo theo cái phương dọc này ép nó xuống cho nó nhỏ lại thôi. Tôi ví dụ nè, tôi bỏ đi rồi đó. Rồi đó là các bạn sử dụng úp nè, cái phần lỗ tai đó tiêu rồi, cái phần lỗ tai, cái phần tóc với phần sừng á, bạn sẽ ép nó xuống cho nó ngắn lại theo chiều cao á, cho nó ngắn lại thì người ta tưởng là nghiêng ở phía sau vậy thôi. Bạn nhìn kỹ là lỗ tai nè, cái phần tóc với phần sừng thấy chưa, thì bạn sẽ ép nó xuống. Còn cái phần mắt với phần mũi phần miệng á, thì đơn giản là bạn cho di chuyển lên phía trên một chút thôi. Rồi hiểu không các bạn, chúng ta xong được cái phần form rồi. Còn cái phần úp thì tương tự vậy thôi, phần úp nè, phần úp lại lên là đau, là úp xuống nè, hướng xuống là đau, là úp xuống nè bạn. Đây tôi sẽ tắt các bạn xem thấy chưa, đau hướng xuống thì bạn làm ngược với phần úp, nghĩa là phần mắt với mũi miệng này bạn cho nó dịch chuyển xuống dưới, thấy chưa, mắt mũi miệng này bạn chỉ cần cho nó dịch chuyển xuống dưới thôi. Còn ngược lại cái phần lỗ, cái phần lỗ tai, phần sừng với phần tóc này nè, bạn sẽ kéo giãn cho nó dài ra một chút, thấy chưa. Ủa không phải kéo dài nữa, bạn cũng cho ngắn nữa, nhưng mà có điều bạn cho di chuyển nó xuống dưới, chỉ đơn giản như thế, thấy chưa. Bạn cho cái lỗ tai nè, cái tóc với cái sừng nè, bạn cho nó ngắn lại chút, nhưng mà giờ bạn di chuyển nó xuống dưới một chút, di chuyển xuống dưới nè bạn, theo chiều dọc á, nó như là cái cách chúng ta làm để chúng ta chỉnh sửa nhẹ nhẹ thôi, không cần chúng ta phải vẽ lại, thấy chưa. Rồi cái đó bạn cứ có cái file rồi các bạn cứ dọc thử là bạn sẽ làm được thôi. Rồi chúng ta sẽ qua nha bạn. Sau khi bạn chỉnh sửa, bạn vẽ được hết tổng cộng có 7 hướng rồi á, 7 cái đầu rồi á, thì các bạn sẽ lưu file này lại, bạn qua lên phần extractor lại, sau đó từng cái đầu nè, từng cái hướng này nè, bạn gắn cho tôi một cái thẻ, sẽ như đây là cái form này, bạn gắn tôi đây, bạn click vào đây là gắn một cái thẻ nè, rồi click vào đây gắn cái thẻ đây, click vào đây gắn thẻ đây, thấy chưa. Tương với mỗi cái này bạn phải gắn thẻ, và lưu ý các bạn là từng cái đối tượng bên trong bạn phải gắn thẻ cho đúng nữa ha. Tôi lấy ví dụ giả sử như cái tôi đang chọn cái laser cha nè, chúng ta gắn được cái thẻ hướng là quay hướng này rồi, nhưng mà từng cái đối tượng laser con bên trong đây nè, bạn phải gắn thẻ cho nó đúng ở bên đây luôn. Đây thì tôi ví dụ ha, ví dụ như tôi chọn đúng cái lông mày bên trái thì đây nó phải gắn thẻ cho đúng là lông mày bên trái luôn nè, nó mất thời gian lắm, thấy chưa. Đối với việc mà bạn làm chuyển động 3D á, bạn phải vẽ cho 7 cái đầu rồi từng cái bộ phận trong của cái 7 cái đầu đó bạn phải gắn cho đúng vị trí nữa, lông mày trái, lông mày phải nè, rồi mắt trái, mắt phải nè, mắt trái nè, thấy chưa. Đó bên trong nó còn chi tiết bên trong nữa, bạn thấy chưa. Bây giờ bạn phải xem những cái video trước tôi hướng dẫn rồi bạn hiểu, thì qua video này tôi nói các bạn mới hiểu cho rõ. Rồi là tóm lại là chúng ta phải vẽ ra được 7 cái đầu, thì là từng cái đầu chúng ta phải gắn từng cái bộ phận trong đây, từng cái đầu phải gắn từng cái hướng trong đây, rồi từng cái đầu bên trong mắt tai mũi miệng chúng ta phải gắn từng cái bộ phận con bên trong nữa là xong. Rồi là tôi hướng dẫn các bạn xong được cái việc chúng ta chuyển động 3D. Quên đó chưa đó, bạn làm xong cái đó thì cái laser cha bạn phải thêm một cái hành vi là head tuner đó, có nghĩa là giả sử như mà nãy giờ tôi là hướng dẫn các bạn là 7 cái đầu bên trong đây phải không, 7 đầu bên trong đây bạn phải gắn thẻ ở đây rồi đúng không, gắn thẻ 7 cái đầu nè. Rồi còn cái laser cha chúng ta phải gắn thêm một cái hành vi nữa là cái laser cha là cái laser head nè, đầu nè, đây cái laser cha nè bạn, laser head đây, nó chứa 7 laser con bên trong, 7 cái đầu bên trong, thì cái laser cha này bạn phải gắn một cái thẻ hành vi có tên là head tuner là quay đầu đây. Bạn click vô cái dấu cộng này nè bạn, hay bạn sẽ chọn tôi cái head tuner đây, lưu ý ha, bạn phải chọn thêm này nữa, thêm cái hành vi là quay đầu nữa thì cái phần mềm nó mới hiểu, nó hiểu là 7 đối tượng bên trong là tương ứng với 7 cái đầu xoay đó. Đó bạn phải gắn thêm này ha. Rồi sau khi bạn gắn thêm này, bạn qua đây bạn test thử coi nó chạy ok không nè, tôi làm thử bằng tập trung cái đầu thôi, thấy chưa. Đó thì tương ứng với một cái chuyện mà nó cái camera đây là tôi tắt rồi, nó chi nó nhìn vô cái đầu tôi á, nếu mà tôi quay hướng nào thì cái con rối này nó sẽ quay theo cái hướng tổng cộng 7 cái đầu. Bạn đang nhìn một cái đầu trực diện á, cái vùng nhìn phone á đây nè, nhìn hơi nghiêng nhẹ nhẹ qua là 1/4, đây là 1/4, đây là 1/4 nè bạn, nhìn nhẹ nhẹ qua là 1/4 nè, nhìn đây là cái góc 90 độ nè. Đó rồi giờ tôi ngước lên nè, bây giờ tôi ngước lên nè, nó sẽ lấy cái hình ngước lên của tôi, giờ tôi ngước xuống nè, anh thấy cho nó sẽ lấy cái hình tôi ngước xuống. Đó là tôi đang nói cái đầu rồi ha, nãy giờ chúng ta chỉ làm mới được cái đầu thôi. Vậy tôi sẽ nói sơ thử qua cái phần thân nè,
bạn vẽ ít hơn cũng được, nhưng mà bạn vẽ 7 cái cho nó nhìn cho nó mượt mà, bạn chuyển động mượt mà. Bạn vẽ bạn hay làm biến thì bạn vẽ ít hơn là bạn làm như thế này nè. Bạn chỉ vẽ cái trên, cái dưới, rồi cái giữa, với hai cái trái, cái phải thôi, thì đó bạn vẽ chỉ có 1 nè, 2 3 4 5 5 cái thôi. Bạn bỏ hai cái trung gian này cũng được, nhưng mà nó không có mượt mà thôi. Nghĩa là bạn sẽ bỏ hai cái này. Bạn vẽ 5 cái thôi cũng được, nhưng mà nó khi bạn xoay cái đầu qua trái phải đó, thì nó không được mượt mà, nó có hiện tượng giật. Đó, vậy là vậy thôi. Rồi. Giờ tôi sẽ tìm tới cái phần thân nha, để kết thúc video này, nó cũng hơi dài rồi, tại vì cái video này cũng tương đối là khó. Cái việc mà chuyển động 3D là khó nha. Cái là đối với phần mềm character này vậy là quá quá dễ rồi. Còn nếu bình thường các bạn làm những cái phần mềm mà những phần mềm mà vẽ truyền thống như là Moho, Toonbull Harmony hay là Adobe Animate thì bạn phải vẽ mỗi cảnh đó bạn. Mỗi cảnh bạn phải vẽ như vậy đó. Mỗi cái cảnh quay luôn bạn phải vẽ từng bước gì đó. Nó thời gian dữ lắm. Trong khi cái phần mềm character này thì các bạn chỉ mất công một lần này thôi. Bất công cái lần đầu tiên bạn vẽ xoay các hướng 3D thôi, còn những cái lần sau thì bạn chỉ việc là không làm gì hết, chỉ việc chuyển động trước, xoay cái đầu trước camera là tự động nó sẽ xoay rồi. Thấy chưa? Phần mềm này chỉ có ban đầu cực thôi, nhưng mà từ đó về sau thì rất là khỏe. Giống như mà bạn thấy ở nước ngoài người ta khoái làm series dài tập lắm. Tại sao vậy? Tại làm series dài tập nó đỡ tốn tiền dữ lắm. Tại vì các bạn chỉ tốn tiền ở một lần đầu thôi, như tôi đang làm hoạt hình nè. Còn những lần sau á, các bạn chỉ sử dụng những cái tài nguyên, những cái laser chúng ta vẽ sẵn rồi, chúng ta làm chuyển động thì chúng ta đâu tốn thêm gì đâu. Nhưng mà doanh thu thì bạn có hoài, nó chỉ tốn tiền một lần thôi. Bởi chúng ta khoái làm series dài tập lắm. Rồi giờ tôi sẽ nói tới phần cái thân hay bạn, head nè, tới phần body nè, thân nè, nó body thân hiện tại nó chưa có xây bạn, do ta chưa thực hiện cái việc mà gắn cho nó cái thể xây nè. Mà nhìn cái phần thân á, tại dù tôi xây cái đầu hướng nào cái thân nó cũng không có xây theo nè, thấy chưa? Thân nó vẫn cố định theo cái hướng mà front. Giờ tôi sẽ làm cho nó xây nè. Sẵn là tôi ôm lại kiến thức hồi nãy giờ từ đầu video tôi nói luôn. Thì bạn sẽ thấy là cái phần body nè, hiện tại nó chỉ vẽ đúng 3 hướng thôi. Phần thân thì dễ hơn bạn, nó chỉ có vẽ đúng ba hướng nhìn hoặc là 5 hướng nhìn thôi, tùy các bạn. Hiện tại nó đang vẽ ra 3 hướng nhìn nè, một là nhìn trực diện nè, hai là nhìn qua trái trái 1/4, nhìn qua phải 1/4. Đó. Nó không có hướng lên hướng xuống, nó chỉ có nhìn trực diện qua trái phải. Thì bạn nào xuyên thì vẽ 5 cái, còn bạn nào không xuyên thì vẽ 3 cái vậy thôi. Rồi. Giờ tôi sẽ kiểm tra lại coi tại sao mà nó chưa có chuyển động nè, nó chưa có chuyển động mà xoay qua trái phải. Thì tôi kiểm tra từng cái nha. Thứ nhất là phone nè. À, tôi lít vô từng bộ phận thì nó sẽ gắn thẻ từng bộ phận giống nè. Nếu chưa gắn thì bạn phải tự gắn thủ công ha. Hay là cái chỗ mà bả vai nè bạn, bên tay trái, bên tay phải nè, thân nè, cổ nè, bàn chân nè. Còn đây là cái cẳng chân nè. Nó bạn cứ lít vào đây thì bạn sẽ thấy nó gắn thẻ bên đây. Rồi, chúng ta xong được cái phần phone rồi. Giờ chúng ta tiếp tục tới phần LED. LED water là quay bên tay trái 1/4 nè. Bạn lít vô đây thử coi nó có gắn thẻ chưa. Nên nó gắn thẻ nè bạn. Rồi, cái này đâu nó thật ra nó chưa có hiển thị các bạn. Do cái phần mềm á, mặc định nó đã tắt cái con mắt rồi. Tắt hai con mắt rồi bạn thấy chưa? Ta phải chọn nó bật mắt lên. Đợi tôi tí. Cái phần đầu nè, nhớ lộn chứ chúng ta không còn bật. Chỉ có cái laser mặc định ta bật con mắt thôi. Những cái laser mà nó xoay thì bạn không có bật con mắt lên. Tự động nó phần mềm nó sẽ hiểu cho nó xoay thôi. Rồi, cái body này thì những cái phần này nó đã gắn cho ta sẵn rồi bạn. Nè, bạn nhìn kỹ nè. Ta chọn cái laser phone ha, thì nó gắn cho ta cái đầu giữa nè. Cái LED là quay bên tay trái nó gắn cho tôi nè. Rồi, cái phải nó gắn cho tôi luôn nè. Và từng cái laser con bên trong cũng phải gắn thẻ luôn nha. Giả sử như đây là phải gắn thẻ là vai phải, vai trái nè. Đó, phải gắn thẻ luôn. Phần mềm nó chưa gắn nè. Thấy chưa? Nhưng mà thôi đi, từng cái này tôi làm biến đó, bạn phải đúng ra là bạn phải gắn ha, gắn từng cái này nè, gần cái thẻ đó. Tôi kiểm tra cái tổng luôn đi. Rồi, sau khi làm xong được vậy rồi thì tôi sẽ thêm một cái gì? Video trước tôi nói các bạn rồi. Chúng ta phải gắn cho nó một cái thẻ head tuner là cái laser cha nè, cái laser head nè. Này là laser body dưới đây nè, bạn phải lít vào cái chỗ này. Gắn cho nó cái thẻ là head tuner để nó xoay cái mình đó. Rồi, khi bạn vừa thêm thì bạn nhìn kỹ nè, bạn lít vô cái laser cha body nè, bạn nhìn qua tay phải nè, tự động nó sẽ gắn cho bạn một cái thẻ có tên là head tuner dưới đây. Đó, thấy chưa? Nè, bạn bật cho nó sổ cái nội dung bên trong. Thì bạn muốn chỉnh sửa gì thì bạn hãy chỉnh sửa nội dung bên trong đây. Đó, thấy chưa? Nè, nó đang thống kê cho bạn là có bao nhiêu laser nè,
như là quay 1/4 là có 1 nè, nhìn phía trước là có 1 nè, quay bên tay phải thì có 1 nè, còn thiếu những cái laser còn lại nè, nó để 0/0 mà thiếu những laser còn lại nè, thấy chưa? Và đây là cái sen, là cái cảm giác á, cái mức độ nhạy của nó là 100% nè, đó, thấy chưa? Thì phần mềm nó cho tao biết là các bạn chỉ có đúng 3 laser thôi, là 3 laser theo 3 hướng thôi, là nhìn trực diện, xoay qua trái hay xoay qua phải, bạn còn thiếu những laser còn lại, thấy chưa? Nhưng mà không sao. Rồi, giờ tôi làm xong mình tôi sẽ gắn cái thẻ hành vi rồi các bạn. Hành vi head tuner lưu ý ha. Lưu ý cái chỗ này quan trọng ha, bạn không làm thì không có được đâu. Đây nè, gắn thẻ head tuner đây. Vô cái laser cha là cái laser body nè. Đó. Còn cái head này nãy chúng ta làm cái laser đây, cái đầu nè. Là cái head tuner trên đây. Rồi, sau khi làm xong rồi tôi qua tôi kiểm tra coi nó sai chưa, tôi qua bên recall nè. Bắt đầu tôi sẽ xây cái đầu thử ha, thì tự động coi cái mình nó có xây theo không nè. Bạn để ý kỹ nè. Nó cái đầu tôi, cái mình tôi xây theo đó. Bạn thấy chưa? Bạn thấy chưa? Cái mình tôi là khi tôi xây thì cái mình tôi xây theo 3D đó, nhưng mà lưu ý là cái mình nó chỉ xây được xây trái xây phải thôi, tại vì chúng ta chỉ làm có 3 laser thôi. Một là laser nhìn trực diện gì, hai là cái laser xây trái, hoặc hai là dây, ba là laser xây phải. Thấy chưa? Bạn thấy hay chưa? Cái này tôi chỉ lắc cái đầu thôi đi thôi các bạn. Nè, tôi chỉ lắc cái đầu thôi nè. Bạn thấy chưa? Tôi chỉ lắc cái đầu thôi chứ tôi không làm gì hết. Rồi, tôi thử chuyển động cái tay thử. Nè, thấy chưa? Tôi sử dụng chức năng Re á, Re G á, thì tôi hướng dẫn các bạn các video trước rồi. Lít chuột lên đây để Re thôi rồi, tôi xem đây thử Re được không nè. Ở đây chưa Re được, là ở đây nó chưa có gắn xương nè. Tay chân nó chưa gắn xương. Thấy chưa? Tôi sẽ qua đây tôi kiểm tra lại các hướng nhìn kia tôi chưa gắn xương nè. Vậy là cơ bản là nó xây 3D là bạn đã hiểu rồi ha, hiểu được tính chất của việc xây 3D rồi. Head tuner là gắn cái thẻ này thôi. Gắn cái thẻ hành vi là head tuner. Rồi những cái bộ phận kia mà nếu nó chưa xây được á, cái góc mà trái hay phải là nó chưa xây được, thì bạn kiểm tra lại coi nó gắn thẻ có đúng không, vậy thôi. Là sử như kiểm tra nó gắn thẻ có đúng không nè, là giả sử như đây là cái tay trái đúng không, nó chưa gắn thẻ nè bạn, thì các bạn nếu có thời gian thì bạn tự gắn thẻ thêm. Là sử như giờ cái phần body này nó hơi bị lắc đung đưa nè bạn, nè bạn nhìn kỹ nè. Thấy chưa? Cái lát đung đưa là do nó không được cố định á. Rồi bạn hãy làm cho nó cái cố định cái chỗ của mình này, thì nó sẽ không còn đung đưa nữa. Thấy chưa? Đó. Thấy chưa? Nó không được cố định. Thì bạn qua đây, bạn qua kiểm tra lại coi. Nó chưa gắn cái thẻ cố định á. Thẻ cố định là thẻ pin tool nè. Thẻ này nè. Cái hình chiếu phone này nó có gắn rồi nè bạn. Nó gắn ở đâu đó đó. Để tôi coi như. Đây nè. Cái phone nè bạn. Vùng nhìn phone nè. Đây là cái tâm xoay. Tâm xoay. Thấy chưa? Cái phone này chắc nó gắn cái cố định ở cái chân hay gì quá. Cái chân đâu? Đây là vai trái nè bạn. Vai phải. Vai trái, vai phải. Thấy chưa? Nó gắn thẻ hết là những cái thẻ này á, thì bây giờ tôi làm cũng được mà mất thời gian lắm. Các bạn xem lại các video trước ha. Gắn thẻ xương thôi đâu gì đâu nè. Cái xoay nè. Xương thẳng nè, xương thẳng nè, xương cái chỗ mà cái khớp tay nè xoay nè, xương điều khiển tay nè, nó còn đây là cái cổ thì nó dính liền rồi, bạn coi cái nào nó tụng phụ thuộc thì nó dính liền nè, thân là dính liền nè, cái cổ nè, cái này là cái gò má, cái bụng, foot là cái chân nè, thấy chưa? Rồi, thì quan trọng cái video này tôi hướng dẫn các bạn cái cách để chúng ta làm chuyển động 3D thôi, xây 3D thôi. Còn những cái việc mà gắn xương hay những cái việc khác còn lại á, thì tôi đã hướng dẫn các bạn có video trước rồi ha. Nên tôi không ôm nữa, để mất thời gian của bạn. Cũng video cũng khá dài rồi. Rồi tôi kết thúc video tại đây. Thì qua video sau tôi sẽ hướng dẫn bạn thêm những cái phần hay ho trong cái phần mềm nữa. Thì những cái tính năng sau toàn là những tính năng hay ho cao cấp không à. Rồi tôi kết thúc video tại đây. Tôi là Tú Phan, đã dẫn các bạn trên trang web là phan.com. Hẹn gặp lại các bạn.